sẽ với các bạn một số cách viết chữ cha mẹ, và ở phần cuối thì mình sẽ tư vấn một số chữ cha mẹ mà có thể là nhớ câu thơ nữa, câu thơ đi kèm có hình ảnh. Chữ cha mẹ đầu tiên là một chữ rất phổ biến mà các bạn hay viết, mình sẽ viết lại cho bạn coi. Cha mẹ thứ hai thì biến tấu kiểu như này như sao? Kiểu viết cha mẹ để tìm thì có rất nhiều kiểu rồi, bây giờ mình sẽ viết một kiểu thôi là lại chút. Cha là núi, mẹ là biển. Giờ có câu không cha như núi Thế Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bây giờ mình viết cha kiểu hình tượng như một cái ngọn núi nhỏ nhỏ. Mẹ mình sẽ viết theo kiểu là nước chảy. Một. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Thì từ mẹ có thể anh viết là trái tim. Tốt có nghĩa là nghĩa về sự yêu thương. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, có thể là cha cần gánh, từng cha gánh một cái gì đó.
khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Hoặc là có một câu thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất cả cánh đồng nuôi con, thì có thể mình viết thành từ cha trở thuyền mẹ làm nhóm ngược lại, xe cái điều mình làm cho mình cái công thuyền thì khác, mình có thể cái điều như này dáng người. À, thì em viết thành hai cái thúng. Thương cha xuôi ngược dưới dòng, mày gánh, từ mày gánh rất quen thuộc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip, và do trong quá trình biểu diễn nên là hơi không được đôi chút cho lắm, cho nên mình có chụp hình ảnh viết lại đang ở dưới comment, mọi người có thể tham khảo thêm. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.